Đứa nào dám trốn nhà không khi cậu ngủ đây? Dạ là con. Con phải công nhân. Con ở dưới quê lên thăm anh hai của con. Anh của mày là thằng nào? Dạ là anh Hải. À, thằng Hải. Có phải dạ. là thằng Hải cứng đầu không? Tao biết nó rồi. Dạ. Dạ, ông nói đúng rồi đó. Anh Hải của con từ nhỏ tới lớn rất là cứng đầu. Hồi nhỏ bị tía của con đánh mà không bao giờ khóc luôn. Dù có đánh đau cỡ nào, anh Hải cũng không bao giờ khóc hết trơn á. Bởi vậy má con mới nói anh Hải cứng đầu y chang như ba con luôn á. Con xin lỗi, nãy giờ con nói nhiều quá. Mời ông vô nhà uống nước. Thôi khỏi khỏi. Mà em tên gì vậy? Dạ con tên Phượng. Phượng? Dạ. Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Ông làm gì vậy? Làm cai. Cho em nè. Em cầm đi. Cho em nữa nè. Cái rồi mình dạ. kiếm chỗ nào vắng một chút xíu thôi à. Mình làm xong rồi cái anh cho em luôn cái mới này. Ông đừng có nói bậy. Tôi không phải là chút người như vậy đâu mà. Em tiền của ông tôi trả lại cho ông đó. Nè con kia đưa lại. Mềm không chịu, muốn cứng mới chịu phải không? Cho mày biết, ở cái đồn điền cao su này chưa có một đứa nào dám cãi lệnh của cai tuất này hết. Được tao để ý là phước đức ba đời được. Dám làm cao hả con? Chạy hả mày? Lại. Chạy hả? Anh hai ơi cứu em với. Đưa lại chưa? Đưa lại. Tao biết đưa lại chưa? Chạy hả? Anh hai ơi mày cứu em. Tại sao ba muốn con thay ba quản lý đồn điền? Trong khi đó ba vẫn còn khỏe mạnh và tráng kiện mà. Ba dư sức quản lý đồn điền thêm cả chục năm nữa mà. Bởi vì ba không muốn con đâm đầu vô mớ u mê hỗn độn vô ích đó. Theo con á, nghiên cứu cải tạo đất, tăng năng suất cây cao su không phải là vô ích đâu. Nó có thể giúp ba tăng lợi nhuận lên vài lần đó. Tăng năng suất thì tăng giờ làm. Mình cứ ép đám công nhân nó làm nhanh lên. Cách này không phải chắc ăn thử cách của con hay sao? Nhưng cách của con bền vững và nhân đạo hơn. Con người thì cũng như cái máy, ba sử dụng quá thì cũng sẽ bị hư. Máy hư thì mình mua máy khác. Người này chết thì mình ký công tra với người khác. Mang người trẻ như bèo, con lo cái gì? Con lại không đồng ý với cách suy nghĩ của ba. Anh hai ơi cứu em.
chuyện thường tình thôi con. Ở đây tụi nó thiếu thốn quá mà. Kệ nó đi, con phải theo ba lên đồn điền học cách quản lý. Riết rồi con cũng quen với mấy chuyện này thôi. Con làm cái gì vậy? Con bức con gái nhà người ta, người thanh thiên bạch nhật như vậy mà bà nói là chuyện thường tình sao? Bà nói là kệ tụi nó đi mà. Bình, con nghe bà nói không? Chống cự đi coi mày chống cự được nữa không? Ai trời ơi cậu, dạ dạ thưa, dạ cô có sao? Cô ơi bình tĩnh đi, cô ơi bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, tôi không làm hại cô đâu, bình tĩnh đi cô ơi, không sao rồi, bình tĩnh đi chú. Cậu hai bình tĩnh đi. Dạ ông chủ, không sao đâu cậu hai, đừng có lo nữa ông chủ, tôi ở đây bảo vệ cho cô mà. Dạ thưa nha. Dạ tôi, dạ dạ thưa ông chủ. Dạ xong rồi, đi con. Ba khoan đã, lấy gì đảm bảo ông Cái Tước không quay lại giở trò chứ? Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Em ở dưới quê mới là thăm anh hai. Anh hai của em ở láng trại công nhân gần đây. Để tôi đưa cô về nha. Dạ không sao, cảm ơn ông, em tự về được. Cô ơi, cô đau chỗ nào sao? Cô không sao chứ? Cái chân của em đau quá, chắc là nó bị sao rồi. Đau quá, đau quá. Cô đưa tôi coi cho. Để đó, không được cử động. Nó bị trật chân rồi. Ông nó lên xe đưa về nhà, tôi kêu thầy tới hút thuốc chữa trị cho nó. Dạ, ba nói sao? Ba biểu đưa nó về nhà, con không nghe hả? Dạ, dạ khỏi đi ông, con không dám làm phiền ông đâu. Ba tôi biểu sao á thì nghe vậy đi, không phải lúc nào ông ấy cũng tốt như vậy đâu. Hơn nữa bây giờ em mà về láng trại công nhân một mình, tôi sợ Cái Tước lại mò tới nữa đó.